Xin chào tất cả cô chú anh chị yêu Hoa Lan nha. Chào mừng tất cả cô chú anh chị mình đang xem kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh của em. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4 là tức là ngày 10 tháng 3 âm lịch, là ngày giỗ tổ Hùng Vương, là anh chị cô chú mình cũng đã bắt đầu nghỉ lễ rồi đúng không nè. Đó thì anh chị cô chú mình nghỉ lễ thì mình ở nhà mình có hình thiệu của mình không có đi du lịch mà mình chỉ ở nhà với gia đình đó, thì mình xem kênh YouTube của em ha, mình cùng xem những video của em. Rồi mình thấy hay thì mình nhớ like ủng hộ và mình đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Thì hôm nay sẽ tiếp tục lên những video về những cái mặt hoa cách ly gia có tại vườn nhà em cho anh chị cô chú mình sưu tầm. Thì mình thích mẫu hoa nào thì mình cứ chốt theo mã số nè, rồi mình alo qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em để mình đặt hàng về mình cùng sưu tầm nha. Thì nhân dịp ngày nghỉ lễ này thì em cũng chúc cho tất cả cô chú anh chị mình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì đầu tiên sẽ lên cho anh chị mình sưu tầm một cây hàng lục. Anh chị thích chơi hoa mà mình muốn lúc nào cũng có hoa ở vườn rồi, đặc biệt cái cây rất là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. Đây, một dòng brass. Cây này là cây yellow bud. Đây, trên màn hình của em là mẫu hoa, mã số và tên cây luôn. Thì anh chị mình thích thì mình nhìn trên màn hình này của em, nó có mã số, mình chốt thêm mã số cho em ha. Cái cây này thì nó rất là dễ trồng và dễ chăm sóc. Cứ treo quăng đó là nó cũng có nụ có hoa và nó đẻ con sai lắm, cứ để đó tưới nước hàng ngày và nó rất là dễ chăm luôn nha. Anh chị thấy không, những cái vòi hoa cũ nè đó, những cái cây nào mà có vòi hoa cũ nhiều như thế này thì nó là phải là siêu xuyên hoa nha, chứ không phải xuyên hoa bình thường đâu mà là siêu xuyên hoa luôn đó. Cây em đang cầm đây là đang hai vòi nụ nè, anh chị thấy không, nó rất là xuyên hoa, xuyên đẻ con luôn đó, hơn con nè, đang có hoa có nụ mà đang còn có mầm con đang đẻ chi chít luôn nè, rất là nhiều luôn. Đó, cho nên chị mà thích chơi hoa mà có hoa quanh năm ở vườn nhà mình luôn thì mình chơi cho em dòng brass này, chốt cho em mã M8, giá là 120.000 một chậu. Mình mua đơn hàng 2 chậu em vẫn miễn phí ship cho mình nha. Hết lễ là sẽ không còn ưu đãi 2 chậu miễn phí ship nữa đâu, cho nên anh chị cô chú mình yếu thì mình nhanh tay mình chốt liền cho em nha. 120.000 một chậu brass màu vàng, mã chốt cho em mã M8 nha. 2 chậu em sẽ vẫn re ship cho mình nha. Nhanh tay alo em Hạnh để mình chốt hàng nha. Mình cứ alo hoặc nhắn tin qua Zalo số 0933124442 của em để mình đặt hàng. Đây em có lên trên mình một cây màu vừa luôn. Mình thích chơi chơi mà thiên hoa, nó thích có hoa thì mình thích chơi thêm dòng quả lát. Tại nó cũng dễ trồng đó, nó cũng không có kén nắng như những hàng kia, nó rất là dễ luôn. Đây lên cho anh chị mình một cây blue khói. Đây em đang ở ngoài nắng thì nó hơi chói nè. Đó, màu này là màu thật của nó luôn nha, anh chị mình xem nè. Đó, đây là màu thật của nó luôn nha, màu blue khói rất là đẹp luôn. Có luôn khói màu lạc như thế này, lợt như thế này thôi, hoa rất là đẹp luôn. Mùi thơm nha, hoa này có mùi thơm nha. Đây, cây anh chị mình trồng mà đủ nắng nè. Rồi có cây mà đã thuần ở lâu, càng lâu ở vườn thì mùi thơm nó càng đậm đà. Còn mình mới mua về mình trồng, mất cây nó chưa có thuần quen khí hậu ở môi trường mình á, thì mùi thơm nó rất là nhẹ hả? Hoặc là nó sẽ mùi nó rất là thoảng thoảng thôi, hoặc là nó chỉ có mùi khi có ánh nắng thôi. Đó, anh chị mình thấy không, bông cực kỳ đẹp luôn. Anh chị mới chốt cho em mã M7. Mã M7. Đây hoa thực tế luôn nè, mã M7 cho em nha. Trên màn hình em vẫn sẽ ghi mã số và tên cây cho anh chị mình tiện theo dõi. Mã M7. Đây chậu cây thực tế em bán như thế này, giá chốt cho em là 150.000 một chậu nha. 150.000 chậu em đã trồng thuần bằng thanh như thế này rồi, anh chị mình về chỉ treo lên và chơi và chờ nắm hoa thôi. Và cây này nó khá là xuyên hoa luôn, cứ lên thân mới là sẽ cho hoa ha. Đó, anh chị mình về mình trồng mình chăm sóc, giá chỉ có 150.000 thôi. Chốt liền cho em mã M7. Mã M7 cho em nha, blue ribbon cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu blue khói mà hoa thơm nha, hoa có hương thơm, mùi thơm nha. Chốt liền cho em blue ribbon M7. Anh chị cô chú mình cứ chốt theo mã số mà em nói, hoặc là em có ghim trên màn hình là em sẽ lấy đúng cây cho cô chú anh chị mình cùng về mình sưu tầm mình chơi nha. Đó, trên màn hình lúc nào cũng có mã số hết, cho nên mình cứ nhìn theo trên màn hình mình chốt mã số, và em cũng có nhắc lại mã số cho mình luôn, cho nên anh chị mình muốn sưu tầm rất là dễ. Hay lên một siêu phẩm của vườn em, còn vài chậu thôi. Anh chị nào mình chưa sưu tầm thì mình còn lăng tăng chưa sưu tầm thì nhanh tay inbox liền cho em để mình chốt nha, tại vì không còn nhiều nữa đâu. Đây, cây na con chia sĩ delight dark orange, một cây màu cam rất là đẹp luôn. Đó, màu cam đây, cây hoa nở thực tế tại vườn nhà em luôn. Còn đây hình mẫu nè, đó anh chị mình pha so sánh, nó nở lần nào cũng chuẩn. Cái này em mới bung hồi sáng này thôi, nó mới bung hồi sáng này thôi, nó mà giãn ra nó sẽ giống như trên hình mẫu như đây nè, rất là đẹp luôn. Chốt cho em là mã E11 nha. E11 na con chia sĩ delight dark orange. Một đồng na con chia sĩ thì phải nói là cây nào cũng xuất sắc hết. Cái anh ông này ổng ra cây nào ổng ra những cái cây mà của cái dòng này là phải nói là cây nào cũng tuyệt vời. Đây chậu của em bán như thế này em chỉ còn tầm 4-5 cây thôi. Đó, anh chị cô chú nào mà trước mình còn phân vân lăng băng, mình còn chưa có sưu tầm đó, thì nhanh tay
chốt liền cho em mình đó, mình thấy hoa nở thực tế tại vườn nhà em không? Nhanh tay chốt liền cho em mã E11 chậu cây bán thực tế như thế này nha. E11 180.000, 180.000 thôi. Đó, còn cái chậu đây em trồng rất là lâu rồi anh chị mình thấy đó. Đó, cây này em trồng thuần ở rất là lâu rồi và hoa nở lại vườn nó cũng siêu hoa lắm. Anh chị cô chú mình thích thì mình cứ inbox cho em hoặc mình alo trực tiếp qua cho em, mình chốt cho em mã E11, cứ alo trực tiếp qua số điện thoại 0933124442 để mình chốt liền cho em mã E11 nha. Ở cây này em hoa nở vườn suốt rồi cho nên cũng lên list suốt, anh chị cô chú là mình theo dõi lên list của em á thì mình sẽ thấy lúc nào em cũng có lên list cây này nở lúc nào cũng có em cũng lên đó. Mình thích dòng lan cách ly da thì mình cứ nhớ đăng ký kênh YouTube hoa lan cách ly da Mỹ Hạnh để mình ủng hộ em nha, và mình xem cái thấy video của em thì mình nhớ bấm cho em một like để ủng hộ cho em nha. Rồi, hoa chùm mà hoa thơm thì rất là cũng rất là ít, nhưng mà nói chung nếu mà có mùi thơm thông thoảng thì mình trồng thuần ở vườn thì nó sẽ có mùi, nhưng mà mùi nó không có đậm, nhưng mà những cái cây mùi đậm thì rất là hiếm nha. Ở đây cây Binh Đôn cho em, mã chốt cho em là mã A25 nha. Chốt cho em mã A25 Binh Đôn rất là đẹp luôn. Đó chị mình thấy đó, hoa chùm cực kỳ đẹp luôn, hoa rất là thơm luôn nha. Cái này em có tầm 4 cây nụ. Chỉ có 4 cây nụ cho anh chị cô chú mình sưu tầm, còn lại là hàng lá. Nhanh tay 4 vị khách đầu tiên. Đó, ưu tiên cho anh chị nhân lịp dịp lễ này đi lựa ở vườn. Em về để có mèo là nó đụng nụ hoài cho nên là đi lượn hết cái vườn luôn, gán kiếm cây nụ về để chia sẻ cho anh chị mình nhân dịp lễ này luôn á. Đó, có 4 cây nụ cho anh chị cô chú mình sưu tầm nha. Nhanh tay, anh chị nào nhanh tay thì chốt cây nụ, còn không thì mình lấy cây hàng lá về chơi cho em. Hàng lá rất là xiên bông, nó lên thân mới có mèo là đậu nụ. Cái hàng này em nhập về được trước đó là nó có lưỡi mèo mà em để ở vườn là đã đậu nụ rồi đó. Lượn khắp vườn luôn được 4 cây, 4 hay 5 cây gì đó, cho nên anh chị thích thì nhanh tay chốt liền cho em mã A25 Binh Đôn nha. A25 Binh Đôn rất là đẹp luôn. Giá là 180.000 nha. Quanh đó giá 180.000. 180.000 cho anh chị đó, anh chị mình thấy không? Cây mà mình cho vô cái chậu lớn nè. Đó, rồi mình để nó nổ hoa như thế này nè, mình chùm nè, là được 4 bông. 4 bông mình nhìn rất là mê rồi. Đó, cây nào cũng có nụ là sẽ có chùm như thế này, rất là mê, rất đẹp luôn. Màu tím nha, lượng của nó là màu tím luôn, có đốm đó, cánh hoa nhìn mặt sau của nó là sẽ có đốm đốm nữa, nhìn bông rất là lạ, rất là đẹp luôn. 180.000 thôi, anh chị có thì nhanh tay chốt liền cho em để mình được chậu nụ, còn mình chốt sau thì mình lấy hàng lá về mình trồng giúp em nha. Lá thì rất là xiên hoa thôi, cây này xiên hoa lắm, dễ trồng, dễ chăm sóc, mà hoa chùm hoa thơm nữa. Trời ơi, hội tụ rất là nhiều đặc ưu điểm luôn, không chơi là rất là tiếc luôn nha. Rồi lên cho anh chị mình một cây màu vàng mới, cô thấy đây, một cây màu vàng mới. Cây này là cây Mem Meo Thông, mã chốt cho em là mã A27 Mem Meo Thông ha. Đây màu vàng, gân cánh có gân tia màu đỏ nè, rồi ở lưỡi nè, nguyên cái hậu lưỡi màu đỏ, màu vàng luôn, nguyên cái viền ngoài nè đó. Chị mình thấy mặt hoa trên màn hình mình có ghi đó, mình tham khảo mặt hoa là cái mặt hoa nở ra sẽ như vậy ha. Cây chậu cây bán như thế này 170.000, 170.000, cây rất là đẹp luôn. 170.000 chốt liền cho em mã A27 Mem Meo Thông nha. Đó, 170.000 mua đơn hàng 2 chậu là mình sẽ được miễn phí ship. Đó, nhanh tay lên, hết lễ là hết miễn ship 2 chậu rồi đó. Nhanh lên nha. Đó, yêu thích thì nhanh tay chốt liền cho em Hạnh nha. 170.000 thôi, Mem Meo Thông. Cây này rất là đẹp luôn, cây mới luôn anh chị. Thì cái này nó khác ở chỗ là anh chị mình đây, anh chị mình nè. Nguyên cái viền lưỡi của nó là màu đỏ mà trong họng của nó là màu vàng, mà cái gân ở giữa nó chia hai con mắt, nó rất là đẹp luôn, có tia cánh màu vàng, nó rất là tươi nha, vàng rất là tươi, rất là đẹp. Rồi đây là hoa cuối cùng màu đỏ may mắn cho cuối clip nha, anh chị mình ủng hộ em thì mình cứ alo trực tiếp qua số điện thoại hoặc mình kết bạn với Zalo của em để mình đặt hàng, mình sưu tầm. Đây một cây màu đỏ mã C6 Pep Bay Thun. Đây cây này thì thân của nó thấp ngắn như thế này thôi, thân lùn thôi, nhưng mà hoa màu đỏ to rất là đẹp luôn, màu đỏ tươi, đó trong có hai con mắt màu vàng. Đó, chốt cho em mã C6 giá 170.000 thôi nha, 170.000 một chậu như thế này. Đó, anh chị mình yêu thì mình nhanh tay mình alo liền cho em hoặc mình kết bạn với Zalo số 0933124442. Đó thì mình để mình trên trang cá nhân quay lúc này cũng đăng rất là nhiều mẫu hoa trên đó, thì mình có xem thêm để mình chọn thêm những mẫu hoa đẹp để mình cùng sưu tầm. Đó, rất là nhiều mẫu hoa đẹp có sẵn tại vườn của em, anh chị mình thích mẫu nào thì mình cứ xem trên màn hình. Em có chèn mẫu hoa mã số cho anh chị cô chú mình cứ chốt cho em ha, chốt cho em mã số cho em để đúng cây cho mình. Nhiều khi màu vàng rất là nhiều cây.
đây mỗi cây mỗi tên mỗi màu, cho nên là anh chị mình em để mã số rồi nha anh chị, mình cứ chốt theo mã số cho em chứ gọi anh lấy cây màu vàng em không biết màu vàng nào đâu ha. Rồi đây em có một cây đăng hoa không biết tên của nó luôn, nó là trong lô hàng về trong thùng hàng đó, cây đang có hoa luôn, giá bán cho anh chị mình ngày lễ 120k một chậu này thôi đó, coi như là đang hoa luôn nè, mặt hoa rất là lạ rất là đẹp luôn, 120k thôi. Anh chị mới thì mình chốt liền cho em cây cách hoa này nha, cây cách hoa hoa không tên đó, chốt cho em hoa không tên là sẽ biết mình lấy cây này ở 120k thôi, rất là màu rất là lạ luôn. Anh chị mình yêu thì mình cứ nhanh tay mình ghi lại mã số, ghi lại mã số cho em rồi mình alo qua số điện thoại cho em rồi em sẽ lấy đúng cây mà mình đã chọn nha. Anh chị mình cứ yên tâm, cây bao chuẩn giống chuẩn màu cho mình, hàng lúc nào nở tại vườn nhà em rồi, cho nên là anh chị mình cứ yên tâm nha. Xin em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã xem clip của em, chúc tất cả cô chú anh chị mình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ hạnh phúc và an vui bên gia đình nha. Em xin chào.